Chúa hoài như quyền năng. Thật là hay mau đến chúng ta, hơn bao thánh giá của Ngài. Giê-xu của mọi mùa, dành của Chúa trên hết mọi dân. Thật là hay công bố đáng thắng, trong danh Giê-xu. Jehovah quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang.
Come on.
sự an ninh của Ngài ở trên dân tộc Việt Nam này. Hãy bao nhiêu con người sống trong bất an, lo lắng, Chúa ơi. Có cả những người thân yêu của chúng con. Đây là thời gian mà chúng con cầu nguyện cho dân tộc mình. Anh chị em ơi, đang đứng ở nơi nào, hãy đưa tay của mình lên và cầu nguyện cho đồng bào. Công bố sự đáp lời của Ngài qua lời cầu nguyện.
trân trọng kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có những thời giờ phước hạnh được ngợi khen và thờ phượng Ngài. Thì giờ đây chúng ta cùng hiệp một và lắng lòng xuống để lắng nghe lời của Chúa thông qua tôi tới Chúa, mục sư Lê Minh Phương. Xin mời mục sư. Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay chúng ta lại có cơ hội để thờ phượng Chúa với nhau. Cảm ơn Chúa, chúng ta có cơ hội để được hiệp nguyện với nhau để cầu nguyện cho đất nước, cho dân tộc của chúng ta. Và tôi tin rằng trong thời giờ vừa rồi, Chúa là Đấng đang hiện diện ở tại nơi đây và Ngài thấy tấm lòng của anh chị em hiệp một với nhau để cầu thay, và Chúa sẽ ban an ninh ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Amen. Amen. À, chúng ta cũng đưa tay lên hướng về màn hình, hướng về những người thân yêu của chúng ta ở trong hội thánh và hãy nói rằng bình an, Shalom, Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi rất là nhớ anh chị em. Đã hơn một tuần rồi chúng ta không được gặp nhau, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa Ngài sẽ đẩy lùi dịch bệnh ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, và chúng ta sẽ sớm có thì giờ chúng ta được gặp lại nhau ở tại hội thánh để được thờ phượng Chúa với nhau. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ học lời Chúa với cả anh chị em ở trong sách Mác. Trước khi học lời của Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Chúng ta cùng hiệp lòng với nhau và tôi sẽ cầu nguyện trong thời giờ này. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con tôn cao Ngài ở tại nơi đây. Chúng con tôn cao Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật ở tại nơi này. Chúng con mời Ngài đến ngự vào lòng của chúng con, soi sáng cho chúng con, dẫn dắt chúng con trong thời giờ này, dẫn dắt chúng con vào trong lời của Ngài. Xin sức dầu trên tấm lòng của chúng con, đặc biệt ban sự bình an ở trên mỗi anh chị em con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao phó thì giờ này lên trong tay của Chúa. Nguyện lời của Ngài qua môi miệng của con là lời của Đức Thánh Linh, đem lại sự yên ủi, khích lệ cho anh chị em con trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con giao phó thì giờ còn lại lên trong tay Chúa, và chúng con cùng nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Bởi vì chúng ta thấy rằng cả đất nước của chúng ta đang phải trải qua những ngày bất an, lo lắng bởi vì dịch bệnh đang hoành hành ở trên đất nước Việt Nam này. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng tôi tin rằng lời của Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ đem lại sự bình an cho tôi và anh chị em. Amen. Chúng ta cùng nhau mở ở trong sách Mác chương thứ 4 câu 35 cho đến câu số 41. Sách Mác chương thứ 4 câu 35 cho đến câu 41. Chúng ta cùng nhau chú ý vào lời của Chúa và tôi xin phép được đọc lời Chúa. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đứng ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy cổ gió và phán cùng biển rằng: hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm và nói với nhau rằng: vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người. Amen. Chúng ta cùng nhau hướng về Kinh Thánh. Xin anh chị em cùng nhau hiệp ý với tôi và chúng ta đọc lại câu gốc ở trong câu số 39. Ngài bèn thức dậy của gió và phán cùng biển rằng: hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Amen. Cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta đang sống ở trong cuộc đời này, thưa anh chị em yêu quý. Giống như những con thuyền ở giữa biển đời mênh mông. Cuộc đời của chúng ta là những hành trình ở trong những biển đời mênh mông này. Có lúc cuộc đời của chúng ta thì sóng êm, gió lặng. Nhưng mà có những lúc bão tố sẽ đến ở trên cuộc đời của chúng ta, giống như lời của Chúa ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Bão tố cuộc đời là gì?
Có thể một lúc nào đó anh chị em yêu dấu, chúng ta nhận được một cái tin buồn về sức khỏe của chúng ta mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Cũng có thể chúng ta gặp một cái nan đề về tài chính ở trong gia đình của chúng ta. Có thể hôn nhân gia đình của chúng ta bị đổ vỡ. Có thể chúng ta, con cái của chúng ta rơi vào cảnh nghiện ngập, hư hỏng, ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đó là những dông bão hay là những bão tố của cuộc đời này đến trên đời sống của tôi và anh chị em. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay, chủ đề mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng ngày hôm nay đó là bình an giữa cơn dông tố. Tôi tin rằng lời của Chúa sẽ đem lại sự bình an cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Amen. Quý vị hãy amen với tôi trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta thấy rằng những ngày tháng qua, đất nước Việt Nam của chúng ta đang phải đối diện với dịch bệnh. Đất nước Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung đang sống ở trong sự hoảng loạn, đang sống ở trong sự bất an, đang sống ở trong sự lo lắng. Rất nhiều thứ đang xảy ra ở trên thế giới này. Nhưng mà tôi tin rằng qua lời của Chúa cho chúng ta buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an ở trong bão tố cuộc đời này. Amen. Amen. Chúng ta cùng nhau để ý có 3 phần ở trong phần học lời Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất là trước cơn dông tố, thứ hai là giữa cơn dông tố, và thứ ba là sau cơn dông tố. Chúng ta cùng chú ý ở tại nơi đây, anh chị em yêu dấu. Phần đầu tiên của bài học hôm nay đó là trước cơn dông tố. Phần thứ nhất, chúng ta thấy rằng môn đồ vượt biển ở tại nơi đây theo mạng lệnh của Chúa. Amen. Trong câu số 35, đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Cảm ơn Chúa, lúc này chúng ta thấy rằng lúc này Chúa đang ở phía tây của hồ Galilê thuộc xứ Capernaum. Và chiều dài của bờ hồ này từ bắc tới nam khoảng 21 km. Chiều ngang từ tây sang đông khoảng 12 km. Biển hồ này giống như hình một chiếc phễu, và đó là nguyên nhân tại sao có những cơn bão bất thường nổi lên. Và chúng ta thấy ở tại nơi đây, môn đồ họ vượt biển không phải là một mình, nhưng mà họ đi theo mạng lệnh của Chúa. Amen. Ở trong câu số 35, chúng ta chú ý lại. Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Và chúng ta thấy rằng, tiếp ở những câu kinh thánh phía sau ở trong câu 36, là họ đi theo mạng lệnh của Chúa và Chúa đồng đi với các môn đồ. Amen. Amen ông anh chị em. Trong câu 36, lời Chúa nói rằng, khi dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Cảm ơn Chúa, trong phần đoạn kinh thánh này chúng ta thấy rằng các môn đồ vượt biển đi theo mạng lệnh của Chúa và có Chúa đồng đi với họ. Phải không ạ? Họ không đi theo ý riêng của họ. Lời của Chúa phán rằng hãy xuống thuyền và vượt biển, và Chúa Ngài cũng xuống thuyền để đi cùng với các môn đồ qua bờ bên kia. Nhưng mà chúng ta thấy rằng dù chúng ta đi theo ý Chúa và có Chúa đi cùng, nhưng đôi khi vẫn có những sóng gió, những bão tố nổi lên. Không phải chúng ta đi với Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ sóng yên bể lặng, phải không anh chị em yêu dấu? Chúng ta rằng có khi chúng ta đi theo lời của Chúa, chúng ta đi với Chúa, nhưng mà vẫn có những sóng gió, những bão tố nổi lên ở trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên đó là một điều rất bình thường, anh chị em yêu quý. Ngày nay chúng ta đang phải đối diện với nhiều thứ bão tố ở trên cuộc đời của chúng ta. Khi đất nước của chúng ta đang rơi vào dịch lệ, cả đất nước đang gồng mình lên, đang phải khó khăn, đang phải thiếu thốn nhiều thứ, mỗi chúng ta có những bão tố khác nhau đến trên cuộc đời của mình, đến trên gia đình của mình. Có thể là khó khăn về tài chính, có thể là khó khăn về việc làm, có thể anh chị em khó khăn về một điều gì đấy. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng dầu chúng ta đi với Chúa, Chúa đi cùng chúng ta, thì vẫn có bão tố xảy đến ở trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Cho nên khi anh em của chúng ta
gặp nan đề. Khi chúng ta thấy sóng gió hay bão tố đến trên cuộc đời của anh chị em của chúng ta thì đừng có đổ lỗi cho họ đi sai ý Chúa. Amen không ạ? Có những người ngày hôm nay họ thấy anh em của mình gặp một nan đề gì đó thì họ thay vì họ cầu thay, thay vì họ an ủi, thay vì họ khích lệ anh em mình thì hãy nói rằng người này bởi vì đi sai ý muốn của Chúa, phạm tội với Chúa và bão tố đến trên cuộc đời của họ. Nhưng mà trong phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng dầu khi chúng ta đi với Chúa cũng có những bão tố đến trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Chuyện này là điều bình thường. Chúa không hứa với chúng ta rằng chúng ta đi với Chúa, chúng ta cuộc đời của chúng ta sẽ trải đầy hoa hồng, sẽ có những sóng yên bể lặng. Chúa không hứa với chúng ta rằng là chúng ta đi với Ngài sẽ không có những bão tố đến cuộc đời của chúng ta, phải không anh chị em? Nhưng mà Chúa hứa với chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 rằng Chúa nói Peter rằng Chúa lập hội thánh này trên bằng đá và các cửa phủ sẽ không thắng được hội thánh của Chúa. Amen. Amen. Nếu ông ý mày nói với tôi điều này. Amen. Cảm ơn Chúa cho nên khi thấy nan đề xảy đến trên đời sống của anh em mình, đừng xét đoán, đừng nói rằng người này phạm tội với Chúa hay đi sai đường lối của Chúa. Tất nhiên cũng có những trường hợp xảy ra khi chúng ta đi sai ý muốn của Chúa thì bão tố sẽ xảy đến để kéo chúng ta quay trở lại theo ý muốn của Chúa. Amen. Chúng ta nhớ trong câu chuyện của Jonah, khi Chúa sai Jonah đến thành Ninive để giao ra sự ăn năn cho dân thành đấy, nhưng Jonah lại đi theo ý riêng của mình và bão tố xảy đến để kéo Jonah quay trở lại với chương trình của Chúa và đến thành Ninive để giao ra sứ điệp ăn năn cho dân thành đó, phải không ạ? Cảm ơn Chúa cho nên chúng ta thấy rằng tố xảy đến là một điều bình thường ở trên mỗi đời sống Cơ Đốc nhân. Amen. Amen không ạ? Dông tố hay nan đề xảy đến trên đời sống của chúng ta anh chị em ơi, đó là một điều bình thường phải đến ở trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Không ai bước đi với Chúa, không ai sống ở trong cuộc đời này, kể cả những người ngoại, mà có một đời sống sóng yên bể lặng. Mỗi người đều có những dông tố, những nan đề khác nhau đến ở trên cuộc đời của mình. Amen. Nhưng mà ở trong lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12 nói rằng hỡi anh em rất yêu dấu, khi anh em bị lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường vậy. Đúng không ạ? Những nan đề xảy đến đều ở trong sự cho phép của Chúa để đức tin của chúng ta được tôi luyện, để đức tin của chúng ta được lớn lên, để đức tin của chúng ta như là lửa thử vàng vậy. Amen. À, để tất cả những cái rác rến, những kéo cạnh ở trong đời sống của chúng ta được lấy đi và đức tin của chúng ta được lớn lên và chúng ta có một cái đời sống đẹp lòng Chúa. Amen. Một lần nữa lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 7 nói rằng mục đích của những thử thách đó là để tôi luyện niềm tin anh em cho vững bền, tinh khiết cũng như lửa thử nghiệm và tinh luyện vàng. Đối với Đức Chúa Trời, đức tin anh em còn quý hơn vàng ròng. Nếu đức tin anh em giữ nguyên tính thuần khiết qua cơn thử lửa, anh em sẽ được khen ngợi, tuyên dương và hưởng vinh dự khi Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. 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 Ai đồng ý hãy nói với tôi amen. Amen. Tôi muốn nghe tiếng amen của anh chị em với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Cho nên anh chị em ơi, đừng rúng động, đừng lo lắng, đừng bất an vì bão tố đang đến trên cuộc đời của anh chị em. Amen. À, trong thời điểm này chúng ta thấy rằng không phải chỉ mình chúng ta chịu đựng, nhưng mà cả thế giới này, cả đất nước này họ cũng đang phải đối diện với bão tố. Amen. Và chúng ta biết rằng điều đó là điều bình thường để cho chúng ta được lớn lên ở trong đức tin và trong sự nâng cậy nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục phần thứ hai chúng ta sẽ nhìn học ở trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là giữa cơn dông tố. Điều gì xảy ra ở giữa cơn dông tố anh chị em? Chúng ta cùng nhìn vào lời của Chúa trong câu số 37. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. À, cái điều xảy ra trong cơn dông tố này đó là môn đồ lo lắng và sợ hãi khi dông tố xảy đến, phải không ạ? À, lời của Chúa nói rằng là và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Đây là một tiến trình, sau một thời gian nhất định thì thuyền mới đầy nước, chứ không phải là ngay lập tức dông bão nổi lên và thuyền đầy nước và chìm ngay. Amen không ạ? Nhưng mà
nhân của sự thất vọng lo lắng ở trong câu 38 phần A, đó là những ngày đứng ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Chúng ta thấy ở tại đây các môn đồ đồng đi với Chúa là những người đã chứng kiến những phép lạ của Chúa Giêsu Christ Ngài đã làm, đúng không ạ? Nhưng mà họ lo lắng khi giông tố nổi đến. Họ quên rằng có Chúa Ngài đang đồng đi với họ ở trong cái hành trình từ bờ bên này sang bờ bên kia. Amen không ạ? Khi giông tố nổi đến thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đang dựa đằng sau lái mà ngủ. Chúng ta thấy rằng họ cố gắng trèo chống một mình trong khi Chúa Ngài đang ngủ. Thay vì có đức tin nơi Chúa, thay vì nương cậy nơi Chúa, thay vì bình an bởi vì biết rằng Chúa Ngài đang đồng đi cùng họ, thì họ lại lo lắng, họ lại sợ hãi, họ lại bất an, và họ cố gắng trèo chống theo cái sức riêng của mình. Và khi đến khi rằng là Chúa Ngài đang ngủ ở sau lái. Cảm ơn Chúa chúng ta chú ý. Vậy tại sao giữa cơn bão tố mà Chúa lại vẫn có thể rửa gối ngủ được anh chị em? Tại sao? Chúng ta có biết không ạ? Amen. Có người thì nói rằng là Chúa Giêsu sau một ngày làm việc, sau một ngày giảng nhiều quá, mất sức vào ngày, mệt quá vào ngày, ngủ để lấy sức lại. Đúng không ạ? Có người thì nói rằng là Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài bình an giữa cơn bão tố, không có lo lắng, không sợ hãi gì. Bão tố không thể nào đến gần Chúa được bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Bão có đến thì sẽ văng ra. Có nhiều cái lý do, nhiều cái sự giải thích khác nhau. Nhưng mà tôi nghe một tôi tớ của Chúa nói ở tại nơi đây. Chúng ta thấy rằng ở trong thời cứu ước thì lời của Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời Ngài không hề nhắm mắt và không hề buồn ngủ. Amen. Amen không ạ? Và tại nơi đây cái Chúa Giêsu Ngài ngủ, đó là cái sự thể hiện nhân tính của Chúa một cách rõ ràng nhất. Amen. Bởi vì nếu trong cái bản thể của Đức Chúa Trời thì Ngài, Đức Chúa Trời không hề nhắm mắt và không hề ngủ. Nhưng mà Ngài đang ở trong cái nhân tính của một con người trọn vẹn. Ngài ngủ, Ngài đói khát, Ngài mệt mỏi. Đúng không ạ? Và một cái điều nữa tại đây chúng ta thấy rằng là nếu như Chúa Ngài vẫn ngủ được, nó thể hiện một sự bình an lạ lùng sâu thẳm ở trong tâm linh. Chúa Giêsu Ngài tin cậy. Chúa Giêsu Ngài tin cậy. Giống như ở trong Thi Thiên 4 câu số 8 nói rằng là Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm ngủ và bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được yên ổn mà thôi. Amen. Chúa Ngài ngủ nhưng mà Ngài tin cậy ở trong cái sự tẩy trị của Đức Chúa Cha. Amen. Amen. Và một cái nữa, chúng ta thấy rằng các môn đồ Ngài lo lắng, Ngài bất an, họ tuyệt vọng, họ bất lực, họ cố gắng trèo chống một mình, bởi vì khi Chúa Ngài đang ngủ quên ở trên cuộc đời của họ. Amen. Và tại đây chúng ta thấy, cảm ơn Chúa. Và cái điều thứ hai, khi mà giữa cơn giông tố xảy ra, đó là đánh thức Chúa ở trong tâm linh giữa cơn bão tố. Chúng ta thấy rằng các môn đồ lo lắng, bất an, tuyệt vọng, bởi vì họ không nhớ đến Chúa đang đồng đi với họ ở trên con thuyền này. Khi nạn đề xảy đến thì họ trèo trống, họ cố gắng làm đủ tất cả mọi thứ bằng sức lực riêng của họ. Amen. Họ không nhớ đến Chúa. Amen. Họ nhớ rằng có một đấng quyền năng, có một đấng có uy quyền trên bão tố, có một đấng có thể làm được nhiều điều lạ lùng ở trên cuộc đời của họ, đang đi cùng với họ ở trên con thuyền này. Và đó là những cái nan đề hay những cái bình thường của mỗi cơ đốc nhân ngày hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa mỗi khi nan đề xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Thì thay vì chúng ta chạy đến với Chúa, kêu cầu với Ngài, nhờ cậy nơi Ngài, thì chúng ta lại, gì chị em, chúng ta lại đi nhờ cậy những người khác. Chúng ta lại cố gắng xoay sở những cái nan đề của chúng ta theo cái sức lực, cái sức riêng của chúng ta. Trong câu 38, môn đồ thức ngày dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?
họ đánh thức Chúa khi nào anh em? Họ đánh thức Chúa khi nào anh chị em yêu quý? À, họ đánh thức Chúa khi họ đã cố gắng làm tất cả mọi thứ rồi. Phải không ạ? À, họ đã cố gắng chèo thuyền, họ cố gắng tát nước, họ cố gắng tìm đủ mọi cách rồi. Và chúng ta nói trong cái con thuyền này đi với Chúa ở trong 12 sứ đồ ấy, ít nhất là gì? Có 4 người làm nghề gì? Ngư phủ. Amen. Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, đúng không ạ? Anh Đê là những cái người mà làm nghề ngư phủ rất là gì? Rất là lõi lọc, rất là thành thạo nghề sông nước, đúng không ạ? Khi Nam Đề sẽ đến, họ làm tất cả theo cái kinh nghiệm của họ, đúng không? Giống như là Phi-rơ thả lưới đánh cá vậy, suốt cả đêm chẳng được cái con cá nào, đúng không ạ? Và khi kéo lưới lên thì Chúa đến, Chúa nói là hãy thả lưới xuống đằng kia, đúng không ạ? Theo cái con mắt nghề nghiệp, theo cái kinh nghiệm của Phi-rơ thì Chúa nói rằng là tôi đánh cả đêm rồi, mệt mỏi rồi, chẳng được con cá nào. Nhưng mà chúng ta đến khi Phi-rơ vâng lời Chúa thả xuống thì cá được kéo lên đầy thuyền. Và chúng ta thấy trong cái con thuyền này khi cơn bão tố xảy đến thì họ cũng làm theo cái kinh nghiệm của họ. Họ cũng làm theo những cái sức riêng của họ. Họ cũng làm theo cái những điều họ hiểu biết cá nhân. Và cho đến khi bất lực rồi, khi tuyệt vọng rồi và khi là thuyền đã gần đầy nước rồi và chuẩn bị chìm rồi, amen, thì họ mới nhớ, chợt nhớ đến Chúa ngài đang đi cùng họ. Quay ra nhìn thấy Chúa Giêsu ngài vẫn bình an và gì? Ngủ sau bánh lái. Amen. Con thuyền ở đây chỉ về gia đình của chúng ta, chỉ về cuộc đời của chúng ta, chỉ về hội thánh của chúng ta. Bão tố có thể xảy đến là điều bình thường, nhưng chúng ta bất lực, chúng ta lo lắng, chúng ta tuyệt vọng, đó là khi mà Chúa ngủ quên ở trên cuộc đời của chúng ta, trên hội thánh của chúng ta, trên gia đình của chúng ta. Amen. Và tại đây chúng ta thấy khi họ làm đủ mọi cách rồi, họ mới chợt nhớ rằng à, cảm ơn Chúa có một đấng cùng đi cùng chúng tôi. Lúc đó họ mới gọi Chúa thức dậy. Tôi rất thích câu này. Amen. Con người chúng ta là vậy. Cách đây 11 năm, 12 năm tôi cũng chưa biết đến Chúa đâu anh chị em yêu dấu. Tôi cũng nhờ khi Nam Đề xảy đến với cuộc đời của tôi. Khi một ngày kia tôi được thông báo rằng là tôi bị mắc một cái căn bệnh này, bó tay trước căn bệnh của tôi và tôi đang phải đối diện với sự chết. Tôi đã nhờ đủ tất cả mọi thứ trên cuộc đời của mình. Và cả gia đình tôi đi Phật, đi thầy bói, đi đủ mọi thứ, tìm đủ mọi phương cách. Nhưng mà tuyệt vọng rồi. Lúc đó thì mới chạy đến Chúa Giêsu và giống như các môn đồ nói rằng là thầy ơi, thầy ơi, amen, xin cứu chúng tôi. Và chúng ta thấy rằng họ đánh thức ngài dậy. Cái điều này được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 25, cũng một cái lời kêu cầu như vậy. Các môn đồ nói đánh thức ngài dậy, cầu cứu Chúa ơi, xin cứu chúng con sắp chết chìm rồi. Amen, amen. Đây là một cái lời kêu cầu đến Chúa ở trong sự tuyệt vọng, đúng không ạ? Thường thường vậy, khi không còn khả năng nữa, khi bất lực rồi, khi tuyệt vọng rồi mới kêu cầu đến Chúa và cảm ơn Chúa. Lời Chúa nói rằng là môn đồ thức ngài dậy và thưa rằng thầy ơi, không lo chúng ta chết sao? Thì sao? Ngài bèn thức dậy của gió và phán rằng cùng biển rằng hãy im đi, lặng đi. Gió bèn dứt và đều yên lặng như tờ. Cảm ơn Chúa, những ngày qua chúng ta đang sống ở trong sự bất an. Những ngày qua chúng ta đang sống ở trong sự lo lắng. Có thể nói là cơn giam chân đang đến trên cuộc đời của chúng ta. Khó khăn về tài chính, khó khăn về kinh tế, khó khăn về việc làm. Tất cả mọi thứ bị hạn chế. Phải không anh chị em? Không phải chỉ những người ở trong hội thánh Chúa mà cả những người ngoại, cả những người không biết Chúa và cả nhiều nơi ở trên thế giới này. Không phải chỉ Việt Nam chúng ta mà cả những đất nước giàu mạnh về tiềm lực kinh tế và về y tế, họ cũng sống ở trong cơn gian truân. Cảm ơn Chúa đến bây giờ thì Chúa vẫn đang gìn giữ đất nước Việt Nam của chúng ta. Cái số lượng nhiễm virus vẫn còn gần như là thấp nhất. Nhưng mà chúng ta đang phải đối diện ở trong trận chiến. Và cảm ơn Chúa ở trong như lời của Chúa trong Thi Thiên 91 câu 15, câu 16 câu: Ngươi sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và
tôn vinh người. Amen ơi chị em. Hãy công bố lời của này ở trên gia đình của chúng ta, trên đời sống của chúng ta và ở trên dân tộc Việt Nam của chúng ta nói riêng và cả thế giới nói riêng. Amen. Trong cơn giáng sinh này, ôi phải Chúa ơi, con thuyền đất nước của chúng con, gia đình của chúng con đang ở trong cơn giáng sinh và chúng con đã cố gắng để trèo chống bằng sức lực riêng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng con thấy rằng phải Chúa ơi, cái điều này chúng con bất lực rồi và chỉ có sự đẩy trị của Ngài, chỉ có cánh tay quyền năng của Ngài, chỉ có đánh thức Ngài dậy ở trên gia đình của chúng con, ở trên hội thánh, ở trên đất nước này thì cái cơn báo tố này mới được dẹp yên ở đất nước của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa anh chị em ơi. Lời của Chúa dành cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu Ngài thức dậy thì sao? Ngài thức dậy có nghĩa là Ngài bắt đầu làm chủ con thuyền. Amen. Amen. Ngài thức dậy, Ngài bắt đầu làm chủ lại gia đình của chúng ta. Amen. Ngài thức dậy, Ngài đang bắt đầu hiện diện và làm chủ con thuyền của hội thánh và đất nước Việt Nam này, anh chị em. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa và Ngài thực thi thẩm quyền tối thượng của Ngài ở trên thiên đường. Trong câu 39 chúng ta nhìn thấy Ngài bèn thức dậy của gió và phán rằng cùng biển rằng hãy im đi, lặng đi, gió biển liền dứt và đều yên lặng như tờ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta công bố rằng sự hiện diện của Chúa Ngài đang ở đây với đất nước này. Sự hiện diện của Chúa Ngài đang ở với gia đình của chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Ngài đang ở với hội thánh của Chúa và Ngài phán một tiếng thì dịch bệnh phải bị đẩy lùi ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta ngay trong thời giờ này. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi cách đây mười mấy ngày, khi tôi đang nghe những cái tin tức về những cái dịch lệ nhiều nơi ở trên thế giới, đang nghe cái tin tức về cái sự lây lan của dịch bệnh ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, tôi cũng không nhớ rằng có ai đó nói với tôi rằng, và tôi chia sẻ với anh chị em ở trong trung tâm, đến cái ngày mà Chúa Giêsu Ngài phục sinh, ngày mà chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu Christ Ngài phục sinh ở đất nước Việt Nam này, trên thế giới này, thì cái sự sống phục sinh của Chúa sẽ tuôn đổ ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Amen. Đây không phải là một lời tiên tri, nhưng khi tôi nghe điều này thì những Thánh Linh của Chúa Ngài hành động ở trong lòng của tôi. Và mỗi lần đi xe tôi cầu nguyện, mỗi lần đi tôi cầu nguyện thì Chúa cứ thôi thúc cái lời này ở trong lòng của tôi. Amen. Và anh chị em ơi, hãy hiệp nguyện cùng nhau để cầu nguyện, để đánh thức Chúa dậy và công bố rằng ngày Chúa Giêsu Ngài chịu thương khó, ngày Chúa Giêsu Ngài phục sinh thì sự sống của Chúa sẽ đến trên dân tộc Việt Nam của chúng ta. Amen. Dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi. Amen. Dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi của đất nước này và sự bình an, sự an ninh của Chúa Ngài sẽ đến trên dân tộc Việt Nam của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy công bố với nhau lời đó. Và như trong chức giảng của Thi Thiên 107 nói về sự trải nghiệm này, trong câu 25 đến câu 29 tôi xin phép được đọc. Ngài biểu rằng bèn có trận gió bão, nổi các lượn sóng lên, đưa cao lên các tầng trời rồi hụp xuống tới vực sâu, lòng họ tiêu tan vì khốn khổ. Bấy giờ trong cơn giáng sinh họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, ngừng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sóng gió yên lặng. Và tôi tin rằng Chúa sẽ hành động qua lời cầu nguyện này. Chúa hứa với chúng ta ở trong giang đoạn 14 câu 27 rằng là ta sẽ để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an. Sự bình an ta ban cho các ngươi chẳng phải sự bình an của thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Amen. Hãy bình an ở trong cơn giông tố cuộc đời này, bởi vì chúng ta biết rằng đó là điều bình thường. Và hãy đánh thức Chúa, hãy tìm kiếm Chúa ở trong sự cầu nguyện, hãy đánh thức Chúa để Chúa Ngài thức dậy và Ngài làm chủ ở trên gia đình, trên hội thánh và trên đất nước của chúng ta. Và tôi tin rằng, amen, chỉ sự hiện diện của Chúa Ngài trên đất nước này thì dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi. Amen. Amen. Khi Chúa Giêsu Ngài làm chủ ở trên gia đình của chúng ta, khi Chúa Giêsu Ngài làm chủ ở trên hội thánh của Ngài, khi Chúa Giêsu Ngài thức dậy, Ngài làm chủ ở trên đất nước Việt Nam này, thì anh chị em ơi, mọi sự sẽ bình an, sẽ an ninh. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa và chúng con công bố rằng lời này sẽ thành hiện thực ở trên đất nước Việt Nam. Ơn Chúa. Nhiều người sẽ biết về Chúa Giêsu qua những dịch lễ này. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy cái điều thứ ba mà chúng ta học ở tại nơi đây đó là sau cơn giông tố. Amen. Sau cơn giông tố, trong câu số 40
đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Amen. Sự sợ hãi, sự lo lắng, sự bất an và sự bất lực là vì không có đức tin. Phải không ạ? Chúng ta thấy một cái chi tiết ở tại nơi đây, đó là khi mà báo tố xảy đến thì các môn đồ lo lắng, sợ hãi. Đúng không anh chị em yêu dấu? Nhưng mà sau cơn báo tố, giông tố qua rồi, họ lại còn kinh hãi hơn. Amen. Amen. Đáng lẽ là báo tố qua rồi thì họ phải vui mừng, họ phải nhảy múa, họ phải cảm ơn. Amen. Họ phải cảm ơn Chúa bởi vì báo tố qua rồi. Nhưng mà sau cái cơn báo tố này trôi qua, thay vì sợ hãi, chuyển sang kinh hãi. Tại sao vậy? Bởi vì họ thấy, họ biết, họ kinh nghiệm một đấng đi cùng họ. Amen. Trong Cựu Ước chúng ta thấy rằng chỉ có một mình Đức Chúa Cha, một mình Đức Chúa Trời có uy quyền ở trên báo tố. Điều này chép ở trong các thi thiên, đúng không ạ? Thi thiên 107 anh em vừa mới đọc xong. À, sau cơn giông bão này họ nhận được một cái bài học, đó là đức tin. Amen. Khi Chúa Giêsu ngày thức dậy và ngày nói với họ là gì? Có nhiều bản dịch khác nói rằng là: các ngươi sao các ngươi sợ hãi, không có đức tin sao? Amen. Sau cái cơn giông bão này họ nhận được một cái bài học, đó là đức tin nơi Chúa. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy anh chị em, mỗi khi giông tố đến trên cuộc đời của chúng ta, mỗi khi hoạn nạn, mỗi khi khó khăn, mỗi khi bất lực, và chúng ta thấy Chúa ngày hành động ở trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy Chúa nhiều hơn ở trên đời sống của chúng ta. Amen. Những lúc tôi tuyệt vọng, những lúc tôi khó khăn, những lúc tôi không còn sự trông cậy nào khác, và rất nhiều những anh chị em ở tại hội thánh của Chúa, những người bị mắc bệnh nan y, những người bị vỡ nợ, những người bị hôn nhân gia đình đổ vỡ, những người có con cái bị nghiện ngập, có những tất cả những cái nan đề trên đời sống của họ là những cái giông tố đến trên cuộc đời của họ. Họ bất lực rồi, và sau khi cơn giông tố qua đi, họ kêu cầu Chúa, họ nhận được sự giải cứu từ nơi Chúa, thì họ sẽ có đức tin nơi Chúa nhiều hơn. Amen. Đúng không ạ? Cảm ơn Chúa. Và sau cơn giông tố thì các môn đồ sẽ nhận biết Chúa nhiều hơn. Amen. Giông tố cuộc đời chỉ khiến chúng ta biết Chúa, kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, và khiến cho chúng ta được trọn lành và toàn vẹn hơn mà thôi. Anh chị em yêu dấu, phải không ạ? Giăng Cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4 nói rằng: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoảng đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn và không thiếu thốn chút nào. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì giông tố đến và đi để chúng ta sẽ kinh nghiệm những Chúa nhiều hơn ở trên cuộc đời của chúng ta. Nếu cuộc đời của chúng ta bước đi với Chúa mà không có những cái kinh nghiệm này thì đức tin của chúng ta không thể nào lớn lên được. Amen. Và chúng ta không thể nào trọn vẹn được. Và những cái điều này Chúa cho phép xảy ra đến những cuộc đời của chúng ta, anh chị em ơi, để chúng ta nhờ cậy nơi Chúa, để chúng ta có đức tin nơi Chúa, và chúng ta được trở nên kinh nghiệm Chúa và toàn vẹn nhiều hơn ở trong mắt Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Một chữ lời sứ đồ Giăng Cơ nói rằng là cái gì? Thì biết rằng sự thử thách đức tin cho anh em sanh ra gì? Sự nhịn nhục, và hầu cho chính anh em được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Để rồi cho chúng ta biết rằng, chúng ta kinh nghiệm rằng đức tin của chúng ta như là vàng được thử lửa vậy. Amen. Đến ngày sau đó khi Chúa Giêsu Christ ngày trở lại thì chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn trước mặt Chúa. Amen. Amen. À, những cái người con trẻ là những người sẽ không vượt qua báo tố bao giờ trên cuộc đời của họ. Những cái người đức tin đơn sơ hay con trẻ ở trong đức tin là những người sẽ không kinh nghiệm được báo tố và sự giải phóng của Chúa trên cuộc đời của họ. Nhưng mà những người được cứu, những người được trọn vẹn, những người được trở nên toàn vẹn ở trước mắt Chúa là những người mà sẽ kinh nghiệm được những hoạn nạn ở trên đời sống của họ, và thấy cánh tay của Chúa đưa ra để giải cứu cái đời sống của họ ở trong những nan đề. Amen. Và ở trong Giăng 16 câu 33 để Chúa nói rằng là: ta đã bảo các ngươi những điều đó
hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Cảm ơn Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng anh chị em yêu quý ơi, chúng ta sẽ có những báo tố đến trên cuộc đời của chúng ta. Trong con đường chúng ta bước đi với Chúa, Chúa có hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ được bình tĩnh. Amen. Chúa không hứa với chúng ta rằng con đường của chúng ta bước đi với Chúa sẽ chảy đầy hoa hồng đâu. Amen. Mọi sự sẽ thuận lợi hanh thông đâu. Amen. Sẽ có những báo tố đến trên cuộc đời của chúng ta như là điều bình thường ở trong cuộc sống này. Nhưng Chúa đồng đi với anh chị em. Amen. Chúa đồng đi với chúng ta và chúng ta sẽ bình an ở trong sự hoạn nạn. Chúng ta sẽ bình an ở trong cơn giông tố. Và lời Chúa rằng gì? Các ngươi sẽ có những hoạn nạn trong thế gian, hay như vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Amen. Khi hoạn nạn xảy đến, chúng ta lo lắng, chúng ta bất an, chúng ta tuyệt vọng, chúng ta cố gắng trèo cho bằng sức riêng của mình. Anh chị em ơi, thì hãy xem lại Chúa còn hiện diện ở trên đời sống, trên gia đình, trên hội thánh của chúng ta hay không. Amen. Amen. Nếu như có điều đó, hãy đánh thức Chúa dậy. Hãy đánh thức Chúa dậy, hãy tìm kiếm Ngài và hãy mời Chúa quay trở lại làm chủ, để Chúa lèo lái con thuyền đó là gia đình, cuộc đời, hội thánh của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa ở trên gia đình của chúng ta, trên cuộc đời của chúng ta. Chúa sẽ dẫn của chúng ta vượt qua bão tố, qua những sóng gió ở trên cuộc đời của anh chị em. Amen. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với Chúa, hãy cùng nhau cầu nguyện. Hãy cảm ơn Chúa bởi vì sự bình an của Chúa ở cùng chúng con. Chúa ngài không hứa với chúng con rằng khi chúng con đi với Ngài sẽ không có những sự hoạn nạn đến trên cuộc đời của chúng con. Những cơn giông tố, những bão tố đến trên cuộc đời của chúng con như là những điều bình thường. Nhưng mà chúng con cảm ơn Chúa bởi vì khi Chúa ngài đồng đi với chúng con sẽ bình an vô cùng. Khi Chúa ngài đồng đi với chúng con tin rằng mọi hoạn nạn sẽ được trải qua trên cuộc đời của chúng con thôi Chúa. Những ngày tháng qua, nếu anh chị em của chúng con có lo lắng, có bất an ở trong những hoạn nạn, những báo tố trên cuộc đời của mình, có thể Chúa ngài đang ngủ quên trên cuộc đời của chúng con. Buổi sáng ngày hôm nay hãy đánh thức Chúa dậy, hãy mời Chúa ngài cầm lái cuộc đời, gia đình, con thuyền, hội thánh của chúng ta. Chúa xưa cho con mời ngài hãy làm chủ gia đình này, hãy làm chủ cuộc đời của chúng con, hãy làm chủ hội thánh của Chúa và hãy làm chủ đất nước Việt Nam này. Ngài đang cầm lái và chúng con hiệp lại với nhau để công bố rằng phải Chúa ơi, báo tố sẽ bị đẩy lui khỏi dân tộc Việt Nam của chúng con, dịch bệnh sẽ bị đẩy lui khỏi dân tộc Việt Nam của chúng con. Đây là cơ hội chúng con sẽ tin Ngài, đây là cơ hội chúng con sẽ nhận biết Chúa nhiều hơn trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con công bố rằng nhiều người sẽ biết đến danh của Chúa. Amen. Chúng con công bố rằng sự bình an của Chúa tràn ngập trên mọi thành của Ngài. Chúng con công bố rằng Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa Giêsu Christ ngài đang đồng đi với hội thánh của Chúa, ngài đang cầm lái và ngài sẽ dẫn chúng con qua bờ bên kia trong sự an ninh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Hãy để ít phút anh chị em ơi, hãy công bố sự giải phóng của Chúa trên dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hãy công bố sự hiện diện của Chúa ngài đang làm chủ gia đình, hội thánh, cuộc đời của chúng ta. Hãy công bố sự bình an của Chúa trên tâm linh của anh chị em trong cơn bão tố này. Và hãy công bố rằng sau cơn mưa trở lại sáng, Chúa đồng đi với chúng con và chúng con sẽ bước qua bến bờ bên kia ở trong sự an ninh của Ngài. Con cảm ơn Chúa một lần nữa công bố sự bình an đến trên hội thánh của Ngài.
ở trên dân tộc này. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị em yêu dấu. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần tới ở trong lễ Thương Khó Phục Sinh. Chúng ta cũng nhớ đến nhau ở trong lời cầu nguyện và nhớ đến dân tộc của chúng ta. Tôi có lời kêu gọi Hội Thánh của Chúa. Trong những ngày này là những ngày chúng ta sẽ nương cậy Chúa nhiều hơn. Trong những ngày này là những ngày mà chúng ta sẽ dâng đổ, sẽ đổ nước mắt ra để cầu thay cho dân tộc của chúng ta. Tôi kêu gọi anh chị em hãy dâng hiến sức lực của chúng ta trong sự cầu nguyện. Hãy dâng hiến sức lực của chúng ta, hãy dâng hiến tài chính của chúng ta cho những nỗ lực đóng góp cho địa phương, cho đất nước này ở trong công cuộc phòng chống dịch. Và qua những cái điều này, những người xung quanh chúng ta sẽ biết về Chúa Giêsu trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa và hẹn gặp lại nhau trong tuần tới. Amen.